Hoa Mộc Lan xin chào các bạn. Cách một cô bé kiếm hàng trăm nghìn đô trong vòng một tháng, cô lấy chỗ gà rán thừa của gia đình chia thành các suất lẻ mang ra đường bán. Cô kiếm được số tiền đầu tiên trong đời. Từ đó đam mê duy nhất của cô là tiền và phải kiếm được nhiều tiền. Trong khi các đứa trẻ khác đang nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ, thì Peck đã nghiên cứu tỷ suất lợi nhuận. Cô thậm chí đã bán thuốc lá lẻ cho học sinh cấp 3 tại trường mình để kiếm tiền. Cô muốn trở thành Warren Buffett, một chuyên gia tài chính của Mỹ. Kế hoạch của cô là học tại một trường đại học có tiếng, làm việc tại phố Wall và trở nên giàu có. Cô đỗ vào một trường đại học có tiếng, nhưng lại không đủ tiền nhập học. Peck sẽ làm gì để đạt được ước mơ của mình? Hãy cùng Hoa Mộc Lan theo dõi bộ phim này nhé! Khi mới 10 tuổi, cô đã nghĩ đến việc bán chỗ gà rán còn thừa lại cho người đi đường. Lợi nhuận thu về là 75%. Năm 20 tuổi, cô đã bán lẻ thuốc lá ở trường nuôi mẹ và anh trai. Trong năm đó, cô đỗ vào một trường đại học nổi tiếng. Nhưng muốn đi học thì phải có tiền. Học phí nhập học ban đầu là 50.000 đô. Cô bán vé xem bóng đá giả. Chỉ trong 3 ngày vé hết bay, cô kiếm được 20.000 đô la. Nhưng làm việc phi pháp thì có ngày đứt gánh. Cảnh sát tìm được đến cô, Peck bị bắt giữ và bị tuyên án 40 tháng tù giam. Thế là cô cũng không thể đi học tiếp như mong muốn. Dù vào tù nhưng với khả năng kinh doanh nhanh nhạy của mình, Peck đã tìm hiểu được tù nhân nữ trong đây rất thích sữa chua túi. Cô đã móc nối với cai ngục kiếm nguồn cung từ ngoài mang vào. Sữa chua được bán cho tù nhân với giá cao, lợi nhuận thì chia đôi với cai ngục. Cứ thế Peck nhanh chóng trở thành tay buôn lớn nhất trong nhà tù. Do cải tạo tốt 20 tháng, Peck đã được ra tù. Ra khỏi đây, cô mới biết anh trai ngốc của mình đã vay tiền mở một quán rượu nhỏ. Quán làm ăn thất bát, chỉ lỗ chứ chẳng lãi. Ngày nào anh trai cũng bị bên cho vay gọi điện đòi nợ. Trong lúc nghe điện thoại của một nhân viên đòi nợ, Peck biết được rằng mỗi lần đòi nợ thành công thì cô sẽ được nhận 10% trên tổng số tiền đòi được. Cô liền nhận ra đây chính là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Cô lập tức đến gặp tên chủ nợ. Peck muốn xin một chân làm đòi nợ thuê cho ông ta, nhưng thấy Peck là con gái trông lại yếu đuối. Nhân viên của ông ta thì toàn là đàn ông những tay to khỏe đánh người như ngoé. Bởi vậy, ông chủ không muốn nhận Peck. Peck thuyết phục ông chủ rằng trong vòng một tháng cô sẽ đạt KPI 3 triệu đô. Ông chủ nghe thấy thế liền tiện tay tóm tên nhân viên có KPI kém nhất ở đây, đánh cho anh ta một trận và đuổi cổ đi. Là một cô gái yếu đuối nhưng khả năng lại khiến đám đàn ông ở đây kinh ngạc. Cô tìm hiểu tuổi tác nghề nghiệp của từng con nợ theo hồ sơ cho vay. Qua đó cô đánh vào những điểm yếu nhất của họ để dễ dàng đòi được tiền. Sau khi tìm hiểu đủ thông tin, cô gọi cho một con nợ. Nếu anh không trả tiền, tôi sẽ báo cho mẹ anh biết. Con nợ vốn là người sợ mẹ nghe thấy vậy liền lập tức trả tiền. Cô tiếp tục gọi cho một con nợ khác, lần này là một người phụ nữ trung niên. Cô nói nếu bà không trả tiền thì sớm muộn chồng bà cũng biết chuyện. Việc này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Người phụ nữ nghe vậy cũng lập tức trả tiền. Bà ta còn cảm ơn Peck đã nhắc nhở giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Chỉ trong nửa tháng, Peck đã thu hồi được số tiền đạt KPI như đã hứa là 3 triệu đô. Quả là người biết tính toán lại giỏi ăn nói. Ông chủ thấy Peck là người rất có năng lực, ông ta đưa cho Peck xử lý một cái hóa đơn đòi nợ khác. Cái này là một vụ thực sự quá khó nhằn đi. Việc đòi nợ vốn đã là một việc chẳng dễ dàng, thế mà lần này cô phải đòi nợ một người đã chết được 20 năm rồi. Người thân duy nhất của ông ta là một người vợ già yếu bệnh tật. Cô mua một hộp bánh kem mang đến nhà bà cụ. Cô giải thích rằng nếu bà không trả tiền, món nợ sẽ lãi chồng lãi ngày càng tăng cao. Người phải trả sẽ là con cháu của bà. Nhưng bà cụ mắc bệnh Alzheimer, lại còn đãng trí. Bà nghe được phần này lại quên mất phần kia. Peck thì chuyển mọi khả năng, tóm tắt câu chuyện chỉ trong một câu. Cuối cùng bà cụ cũng hiểu. Bà lấy toàn bộ lương hưu trả cho cô còn cảm ơn cô đã giúp. Nhanh chóng đến cuối tháng, KPI mà Peck đạt được đã lên đến 5 triệu đô. Nếu tính ra tiền hoa hồng sẽ là 500.000 đô. Với số tiền này cô có thể tiếp tục việc học của mình. Nhưng tên chủ nợ lại chơi xấu, chỉ trả cho cô 20.000 đô tiền hoa hồng. Cô đứng tranh luận với tên chủ, thế mà hắn lại trở mặt đe dọa và đuổi Peck đi. Peck đành trở về nhà nhưng trong đầu cô không ngừng tính toán cách đòi lại tiền của mình. Cô nghĩ được một cách, đó chính là mở một công ty đòi nợ, cạnh tranh với công ty của ông chủ cũ, khiến hắn phải hối hận. Peck dùng 20.000 đô mua lại 300 tờ hóa đơn nợ xấu của ngân hàng từ bên trung gian. Thời gian này cô cũng đã tìm được 5 nhân viên cho công ty, một cô nhân viên bán hàng mỹ phẩm, một anh chàng người Ấn Độ, một bà cô da đen, một cha xứ, một chủ cửa hàng tóc. Cô nói với mọi người rằng, sự nghiệp mà 5 người cùng nhau gây dựng không phải là đòi nợ thuê, mà là giúp mọi người giảm bớt gánh nặng tài chính. Hơn nữa phải sử dụng khả năng của mình tìm ra yếu điểm của khách hàng, sau đó đòi được tiền từ trong tay con nợ của mình. Cô còn tùy theo màu da, tôn giáo, tín ngưỡng của từng người mà chia cho họ hóa đơn có thông tin phù hợp. Dưới sự chỉ đạo của Peck, chỉ sau nửa tháng, 5 người đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Mỗi người đều nhận được một khoản tiền hoa hồng lớn. Sau khi có thêm tiền, Peck lại tiếp tục mua thêm 1.000 hóa đơn nợ xấu nữa. Chủ đòi nợ thuê cũng biết được chuyện Peck cướp thị phần của mình, hắn vô cùng tức giận. Hắn gọi điện thoại uy hiếp Peck, nhưng cô đều mặc kệ hắn uy hiếp. Hắn lại cho người đến quấy nhiễu nhân viên của cô. Dù có bị uy hiếp hay gặp khó khăn, nhưng họ vẫn nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu, đòi đủ nợ của 1.000 hóa đơn nợ xấu. Nhưng Peck nhận thấy rằng chỉ như vậy thôi thì rất khó đánh đổ được tên chủ cũ. Cô đã thuyết phục nhân viên dùng tiền hoa hồng của họ mua thêm 15.000 hóa đơn nữa. Với số hóa đơn này cô có thể thu lãi đến 1 triệu đô.
phía bên chủ cũ cũng đã có thông tin về công ty của Bách. Dình lúc công ty đi hoạt động nhóm bên ngoài, ông ta cho người đến đập phá công ty và lấy trộm hết toàn bộ số hóa đơn đi. Giờ thì mọi thứ đã mất hết rồi, nhưng những người làm cùng vẫn tuyệt đối tin tưởng Bách. Họ quyết định làm theo chỉ đạo của cô để đòi lại tiền. Bách liên lạc lại với David, bạn trai cũ của cô, dùng thân phận luật sư của David để tố cáo tên chủ nợ kia. Cảnh sát được huy động đến bắt giữ toàn bộ người trong công ty kia. Nhân lúc ấy Bách và nhân viên đột nhập vào trụ sở của hắn lấy lại hết toàn bộ số hóa đơn đã bị lấy trộm. Tiện tay lấy luôn cả 50.000 tờ hóa đơn của tên chủ cũ. Bách cười đến không ngậm được miệng. Cả nhóm hừng hực khí thế đi đòi nợ. Trong vòng vỏn vẹn 2 tháng đã xử lý được tất cả các hóa đơn. Mỗi người đều được nhận một khoản tiền lớn xứng đáng với công sức của họ. Bách cũng đã kiếm được 1 triệu đô lợi nhuận. Trong lúc này cô phát hiện ra, trong đống hóa đơn đòi nợ có tên của David, bạn trai cũ của cô. Và những người phải đòi sắp tới chủ yếu là những người nghèo khổ cùng cực rồi. Nếu họ trả nợ xong thì cũng sẽ chẳng còn gì, chỉ có thể thành người vô gia cư. Mà bên đấy vô gia cư cũng chẳng khác ăn xin là mấy. Từng là người nghèo khổ, cô cảm thấy đồng cảm với họ. Trong cô lương tâm bắt đầu lên tiếng rồi. Bạn trai David của cô vừa biết cô mở công ty đòi nợ, anh liền đến trách cô vì đây là việc làm bất hợp pháp. Lúc này tên chủ cũ cũng đã được ra tù. Hắn tố giác ngược là Bách. Bách bị cảnh sát tịch thu 1 triệu đô. Người thân của cô cũng bị đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Lần này Bách đã phát điên lên rồi. Cô cầm khẩu súng đến tìm gặp gã chủ cũ. Nhưng hắn thậm chí còn coi thường và chế giễu cô. Bách cáu tiết lao lên tung cú đá như trời giáng vào bộ hạ tên chủ cũ. Sau khi hoàn hồn hắn cũng lao lên đè Bách ra đất. Nhưng Bách lại dùng đầu đập cho hắn ngã lịm luôn. David đến kịp lúc ngăn Bách lại. Bách bị đưa về sở cảnh sát thẩm vấn. Cô gặp mẹ trong này. Cô cảm thấy có lỗi với bà vì đã để bà chịu khổ trong này. Nhưng mẹ Bách nói rằng không phải lỗi do cô, là do bà đã không có khả năng kiếm tiền để Bách có một cuộc sống tốt. Hai mẹ con lúc này cũng đã hiểu nhau hơn. Bách lúc này đã mất hết nhưng cô không chịu thua. David giúp cô bảo lãnh ra tù. Sau khi ra tù cô liền tụ tập những người mình quen lại nói với họ, kể cả người chủ cũ, rằng họ không nên đấu đá nội bộ với nhau như thế này nữa. Họ phải đoàn kết lại cùng nhau đòi tiền, như thế thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nào là kiếm được thật nhiều tiền mua biệt thự siêu xe. Ai ai nghe xong cũng hừng hực khí thế. Lúc này cảnh sát ập vào bắt hết đội của tên chủ cũ đó. Hóa ra Bách đã bắt tay với cảnh sát. Trong phòng có lắp camera, cảnh sát cần bằng chứng để hợp pháp bắt tên chủ và đồng bọn. Sau khi giúp cảnh sát, Bách lấy công chuộc được tội của mình. Cảnh sát bắt giữ tên chủ cũ và phát hiện ra 100.000 hóa đơn nợ xấu khác. Những hóa đơn này được dùng làm bằng chứng. Hóa đơn được để tại phòng làm việc của Bách, nhưng Bách đã mang toàn bộ số hóa đơn này đi đốt. Tiêu hủy bằng chứng là một tội nặng. Bách một lần nữa lại bị bắt vào tù. Khung hình phạt lần này lên đến 10 năm. Khi đưa ra xét xử, phần lớn thành viên bồi thẩm đoàn đều là con nợ trong đó, mà những hóa đơn nợ đó thì đã bị Bách đốt hết rồi. Nhờ có sự can thiệp của bồi thẩm đoàn, Bách lĩnh án còn 15 tháng tù. Sau 15 tháng Bách được ra tù, người nhà và nhân viên đều có mặt mở tiệc đón mừng cô. Trên bàn ăn mọi người góp lại một số tiền là 20.000 đô đưa cô. Họ muốn cô quay trở lại với số vốn này dẫn dắt họ tiếp tục kinh doanh. Bách vô cùng cảm động. Cô trốn vào nhà vệ sinh và suy nghĩ xem sẽ kinh doanh cái gì để có tiền. Thế mà cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách ngay trong nhà vệ sinh. Đúng là một cô gái có đầu óc kinh doanh thiên tài. Bách luôn luôn tiến về phía trước. Với cô không việc gì là cô không làm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phim. Hãy ấn like và đăng ký để được theo dõi nhiều phim hay hơn nhé.